Benny và các huấn luyện viên Elite Fitness hưởng ứng một phong trào thử thách với thể thao, và các phong trào này sẽ cùng chung tay hỗ trợ các đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Mỗi bài tập của chúng ta hoàn thành với một cái video được upload lên rất là đơn giản. Chúng ta sẽ thực hiện 7 lần động tác tư thế squat, 7 lần động tác hít đất và 7 lần tư thế nhảy bật. Mọi người hãy xem video và cùng với Annie kết thúc với một cái hành động đẩy lùi cơn bão số 7, đẩy lùi sự thất thoát, sự mất mát của dân miền Trung.